Hello mọi người, hôm nay Vietjet mình sẽ quay cái cảnh bắt cá ngừ đại dương ha, cho mọi người xem ở trên ghe. Đây ghe của mình, ông đi Tết ha, làm rất là cực khổ à. Đi bao Tết rồi bây giờ mới vô, không được ăn Tết ở nhà ha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cảnh bắt cá ngừ đại dương, mà giống như mình nhặt đồ á, những cá mà ở lạc sushi đồ á, những cá mà mấy triệu đô đó. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cá đó cho mọi người xem. Đây là mình đang ở trong ghe ha. Đây, mình ở trong ghe. Bây giờ mình sẽ ra ngồi bên ngoài đây để mình quay lại cái cảnh bắt cá cho mọi người xem. Cái video này rất là hay ha, đảm bảo hay cho mọi người xem ha. Những cá quay cận cảnh những cá bồ gù cho mọi người xem. Cá ngừ đại dương đó mọi người. Đây mọi người, mình đang đứng ở trên mui ghe. Đang đứng trên mui ghe nhìn xuống ha. Thì nữa mình sẽ đứng ở trên cao đây, mình quay xuống cho mọi người xem cảnh bắt cá ha. Đợi xíu ha. Đây ghe. Ở ngoài này rất là nhiều ghe đang neo đậu để vào bắt cá ha. Đây, cảnh người ta bắt cá rất là nhiều. Đó. Mọi người đợi xíu vì cái đây ghe của anh nên mình sẽ quay lại trên chiếc ghe này. Đây mọi người, cảnh đang xả nước vào cho đá nó không có khít lại á, để mà xách cá lên á. Mọi người đợi xíu để mình tới mình coi thử đúng không ha. Kéo từng con á, mấy kia có cái cảo, nó có cảo như cái anh áo trắng anh đang đứng á, anh quay cái cảo nó lên rồi người ta mới dạt cái kỳ đi. Còn cái này á thì kéo tay, cảo đang bị lỗi. Quả sao có con kích mang, có con không anh? Đây bụng nó đó hả, bổ bụng nó mấy cái kia bổ rậu. Cái con nó rảnh thì mổ, chưa rảnh thì chưa mổ. Chưa rảnh thì mổ bọn đi. Chà, khổ quá. Đâu biết đâu. Là đầu tiên tôi hỏi cái gì mà biển. Khổ quá luôn á. Ở biển gì có đầy biển đâu biết. Anh người được, đem vô. Vậy là cái ngừ xuống là phải biết đại độ. Lên, cái này là nó là cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương á. Kéo tay thấy không? Làm xong cái này anh tới kéo phụ cho. Rồi, mọi người đợi nha, để mình tới anh kéo phụ mới đi cho ăn cá bự coi. Vậy mà anh giác á được đó. Cái này thì cắt mang hết rồi á, cắt ruột rồi đó, bổ ruột rồi mọi người. Cái kỳ đó bổ ruột rồi. Sao cột dây trơn vậy? Đây mình tới phụ để nó kéo đây vậy. Cái này họ đang đi ra, họ bắt xong cá rồi họ đang đi ra cho người khác họ vào quá cho nhanh. Đang đi nè, đang đi vào cho nó sát bờ cho bắt cho nhanh, cái cá cho nhanh. Cá
cái bờ hơn để họ giác cá cho nhanh hơn và bắt cá cho nhanh hơn. Ủa, nó coi nhìn cái này ok. Đứng lọt xuống biển á. Ở trong bờ mà đứng hút dẫn rồi. Ở ngoài biển á nó dày đây. Relax. Hôm nay đi biển này đứng hồi nhức đầu luôn mà, đứng hồi là nhức đầu rồi. Nó bê mùi dầu nữa anh. Đấy. Đi biển này có người mà bụng đẹp trời biển. Ấy rồi. Dạ. Em lên là thấy nhức đầu là gần muốn bệnh đây đâu mà. Có người mà tập đi quá cả đêm á. Dạ. Đó. Mà nó còn xe hơn như bài biến nữa. Dạ. Xe đất đó. Dạ. Con người mà quán nguồn. Dạ. Khỏi đi luôn. Sợ chứ. Dạ dạ dạ. Thôi, lách quá mọi người. Cá sau khi bắt lên là mình phải móc ruột, móc ấy rồi con tử của nó ra hết nha, trở sạch nha. Để xuất khẩu được. Đó. Con này hai con nhỏ nha. Mấy kia bự lắm. Cái gì bộ bơi, cửa này không ghi quá. Ở dưới bị mắc gì đúng không? Mắc cái rác rồi gì nó lên. Rồi bây giờ mới mở ra. Đó, nó ngồi dưới luôn. Ê, ê, ê. Ê, mà sao? Mà sao kiểu? Ê, nút bộ luôn. Ê. Đây là mấy anh em đi bao Tết luôn nha mọi người. Là Tết không viện Tết á, đi trong chuyến Tết này. Nên vô như có nhiều cá thì cũng vui ha. Còn có vùng biển mà có tháng có tháng không nên là khó khăn lắm. Kéo lên á. Tôi dòng biển mà lần đầu tiên thấy mấy con cá này luôn á. Không biết cái gì mà họ nó biết mà. Mạnh chứ, chắc chắn. Nhắc cá vô mang nha. Cái này cá là mình phải móc ruột ra. Đó, bộ lòng rồi phải đốc ngoài này này, móc ruột ra. Rồi lòng nó về phơi khô xong rồi trộn gỏi ăn rất là ngon. Đó. Thấy giác là thấy túi rồi tròn. Mình thấy nước nè, mình xả cho cá nó tan đá ra. Rồi mình xách lên. Một hầm này chứa khoảng bao nhiêu con anh? 8 con. 8 chục hả? Lên 8. Một ghe này mấy hầm anh? 6 hầm rồi hả? Quay chỗ nào vô cái mặt vô chứ. Vô mặt vô.
Thấy cực khổ không? Ở trong hầm rồi đá rồi vậy, ấy cá rồi, thấy không? Dân biển cực khổ lắm. Đây là không ăn Tết nha mọi người. Đi bao Tết luôn. Bao Tết 19 tới hôm nay mới vô đó mọi người. Thì này là ngồi khơi nha, các người đại dương này đi xa lắm, sóng gió ghê lắm. Mình định trải nghiệm mà mình không có chịu được sóng nên là cũng hơi khó. Mình sẽ trải nghiệm mấy cái gần gần, đi tối đi sáng rồi quay cho mọi người xem. Cái này cá chúa mà đúng không anh? Cờ kiếm. Cờ kiếm, à, chặt đầu, chặt cái rồi, chặt cờ kiếm kìa. Mỗi chiếc ghe sẽ có mỗi cái ấy dây đỏ này nè nha mọi người. Mỗi cái dây đỏ này để biết cá là của ai á. Ủa trứng để tôi á bà ơi. Để gắn vô cái cổ. Trời ơi cái bà này. Tao bố tao lụm, tao xuống mà lụm sớm mà. Đây đây đó, vui đó không? Mỗi cái con cá nó sẽ có mỗi dây đỏ này để cho mỗi ghe mỗi khác. Bên này đang bung dù cho mát để bắt cá nha mọi người. Đó ghe mới vô, đang bung dù cho mát để bắt cá. Ghe mình đang đợi bắt tiếp, do ghe vô đông quá nên là đang xếp xếp chỗ đậu để bắt tiếp. Cái này anh em đang nghỉ giữa hiệp chờ xe nó vô bắt tiếp. Cá bên đây khoảng 97.000 kg đúng không anh? Cá hôm nay 97 nha, giá 97 là khoảng 97.000 kg, một con là 40-50 kg á. Cứ vậy mà tính tiền lên. Khoảng 97 nè. 97.000 kg á. Mấy bữa là trăm trăm mấy đúng không anh? Vô nhiều quá nó giảm xuống. Nên mình đợi xíu chừng nữa bắt tiếp. Hồi nãy giờ kéo đuối rồi, đang đợi xe đâm nặng nó vô, xe ngồi kia nó vô để mà bắt tiếp ha. Con cá mọi người. Đây là cá cơ giòn á. Đó, phải cọc xuống xe ghe, ghe nó cao quá mà. Cọc xuống kia rồi, con ngựa dưới giác lên. Giác lên xe. Sau khi bắt xong thì hầm hết cá nha mọi người. Giao giao xin hầm sâu kia đầu đi. Hầm này bỏ khoảng 80 con á. Hết cá rồi. Hello mọi người, hiện tại là ghe của ông anh mình ông bắt cá xong rồi ha.
Đó, bây giờ còn mấy cá này chia cho bạn ăn ha. Còn cái kia là bắt xong rồi. Thì mình cũng kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong thời gian qua ha. Bạn nào thấy clip của mình ý nghĩa thì chia sẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Bye bye. Hẹn gặp lại những video sau ha.